làm chi sắc lại trong đó. Chắc là bên này là cái góc này khó đứng nhất đó chị Phúc ơi. Nó là cái góc bên kia, góc tường bên kia. Rồi với nó buồn quá lên. Không có gì màu không? Không ăn màu đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
No. Từ từ đấy chị, chẳng đâu. Chán ngủ không đâu. Mình răng đấy, bá răng đấy. Nóng mà, trong ghép mình nóng sâu. Hay mình tắm xong rồi mà nó muốn ra một hồ nước lại. Bà tiên ly hay khó. Vậy. Ly, ly. Ly niệm sữa.